lẽ Quỳnh Hương với anh, quý vị mới lần đầu nghe lần tiên mà nghe đồng dao là con nít nhỏ, mà con nít nhỏ hát với ông già 92 tuổi, thì ông già lúc này cãi lão hoàng đồng trở lại thành con nít nhỏ. Mà quý vị không biết có nhận xét ngay tại hiện trường không, là ông già 92 tuổi hóa ra còn tung tăng hơn mấy đứa nhỏ nữa. Mà quý vị thấy có một cái điều duyên dáng của rất là nhiều những cái bài đồng dao, đó là cái tính lần khân, phải không thầy? Phải, có nghĩa là cái con công, công hay múa, nó múa làm sao rồi cổ vào rồi lấy điền dòng, cái lại con hay múa. Mà nếu mà cứ hát hoài, không chừng hát tới trưa cũng còn hát được. Tới trưa cũng còn được. Đúng rồi. Như vậy thì cùng với rất nhiều, mà không phải con công hay múa nó là một cái bài duy nhất đâu. Con chim manh manh nó đậu cành chanh cũng vậy. Rất là nhiều những cái bài đồng dao nó cứ lòng vòng như vậy và làm cho trẻ con nó vui một cách hồn nhiên và lớn lên. Vậy thì khi mà lớn lên rồi thì người ta lại có những điệu hò và những điệu lý. Ngay bây giờ thì thầy Khê sẽ giảng giải cho quý vị một chút xíu những cái nét duyên của điệu hò trước thầy ha. À, phải rồi, cái điệu hò đó thì thế này. Cái hò đó là những cái điệu hát mà nó dính liền với động tác lao động. Thì khi nào mà có dính động tác lao động mới kêu bằng hò. Mà câu hò đó nó làm ở trong đồng quê. Mà cái những người mà đi ra hò đó không có học công sẹt và toa, không có biết hò sư sang xê cống đô ri mi gì hết. Nhưng mà mở ra câu hò rất hay là bởi vì do nơi cái tiếng hát ru của người mẹ cho được cái cấu trúc âm thanh đưa ra những câu hò. Thì câu hò đó ở miền Nam, miền Trung thì có nhiều, mà miền Bắc thì không có hò. Nhưng không có hò nhưng mà có ví. Hát ví phường giải, hát ví phường nón, hát ví phường buông thì có rất nhiều cái hát ví. Thì trong miền Trung với miền Nam đó là có những câu hò rất là phong phú. Cái hò miền Trung mà thứ nhất là cái hò ở dưới sông đó, thì cái câu đặc biệt nhất là cái câu hò mái nhì. Nó trên sông Hương đẹp đẽ mà nó có một cái thang âm đặc biệt của nó là hò sừ non rồi sang già xê non cống non. Hò sừ sang xê công, xê sang sừ hò. Thì cái đó là cái đặc biệt của miền Trung. Rồi ngoài ra nó có những cái điệu khác nữa. Thì họ đối ca nam nữ mà trong cái hò ở miền Trung thì có là hò giả gạo, hò này kia. Thì thành là cái đó nó tùy theo cái ngôn ngữ và những cái thang âm độc đáo của mỗi vùng. Đó, còn cái hò, câu hò của miền Nam thì nó dính liền với tiếng hát ru của miền Nam. Cái điệu hò đó là nó có sôi động, nó sôi động nên làm nó chuyện cái ở miền cũng như vừa chèo nhưng mà có cái tiết tấu nó rất là mau. Và có một điều gì đặc biệt nữa không thầy? Câu hò thì nó có luôn có một câu, cái câu có kia bằng câu kể, rồi kể là một đám gọi là câu xô. Dạ. Rồi nó có câu hò cái, rồi cái người hò con. Thì điều đó đó chúng ta hôm nay không biết là Quỳnh Trường, Quỳnh Hương đã sắp đặt cái hò. Dạ vâng, đó là hò vô khoan vô hài, một ví dụ rất là đặc sắc của hò miền Trung. Chồng trai là trai giờ lưới, vô khoan vô hoài. Giờ lưới thời còn câu, vô khoan vô hoài. Sông ngô là ngô bể sở, vô khoan vô hoài. Biết đâu đâu bên bờ, vô khoan vô hoài. Tay kiếm thời tay cờ, vô vô khoan vô hoài. Cho nên là nên ta cũng vô vô khoan vô hoài. Chẳng nhờ là nhờ cây ai, vô vô khoan vô hoài. Vô khoan vô hoài, vô khoan vô hoài. Chồng trai là trai dơ lưới, vô lưới thời con câu, vô khoan vô hoài. Sông ngô là ngô bể sở, vô khoan vô hoài. Biết đâu đâu bên bờ, vô khoan vô hoài. Vô khoan vô hoài, vô khoan vô hoài. Khi nên là nên tay kiếm mơ, vô khoan vô hoài. Tay kiếm thời tay cờ, vô khoan vô hoài.
là đất ta cùng vô vô khoáng vô hoài. Chắc giờ là giờ cây ai vô vô khoáng vô hoài, vô khoáng vô hoài.